chưa? Nay mình đang có mặt tại khu làng sinh thái ở trong khu đá trắng. Nó dùng Zalo mẹ theo dõi để mua XOR. Hôm nay thì ngày nghỉ cuối tuần nên là một người vào đây rất là xem. Có một chút để xem luôn. Ở ngoài kia thì mấy bình đậu xe nhờ đánh. Nhiều xe quá, không có chỗ để đánh. Để đánh lẻ luôn. Bây giờ mình vào trong để quay cho mọi người xem. Và cái xu hướng hiện nay đầu tư giả làm theo mô hình như này là rất là hiệu quả này, đơn giản hiệu quả. Tưởng chừng là một bãi đất hoang nhưng mà về đây tạo cho cả một cánh rừng trên đất thì mô hình ở đây thực sự hôm nay là cuối ngày nghỉ đấy. Lúc này thì cũng gần thành phố An Long. Thì mình thấy là dân Hạ Long thì những ngày này thì không có cái gì chơi đâu. Câu chuyện là ở bãi cháy hay là quanh họ có nhiều cái chỗ nhỏ đi quá nhiều rồi thì họ nó muốn cái nhu cầu vào những chỗ như thế này để trải nghiệm cuối tuần cho con cái vào trong này chơi hay vào đây mà nhậu nhẹt trong này cuối tuần rất là vui. Bây giờ mình quay cho mọi người tổng quát cho mọi người quanh này nhé. Ok, đây tạo một cái hồ đây, hồ câu cá đây đấy. Hồ câu cá này ở đây thì ở đây mọi người ở đây họ có thể họ làm cái dịch vụ cho thuê cần câu này. Một cái cần câu rất đơn giản này, 70.000, muốn câu đến bao giờ thì câu, câu hồ, câu cá hay câu ngoài sông kia đấy. Đấy, mô hình câu cá đây đấy. Trồng lúa đây, cây lúa đây gọi là chỉ là cấy, gọi là cho nó có mô hình thôi, thì thực tế là họ sẽ làm cái du lịch ở đây, làm trải nghiệm đấy. Có những cái chòi này ngồi, họ ngủ qua đêm ở đây cũng được, có cắm trại này đó. Mô hình rất đơn giản nhưng mà đem lại thu nhập hiệu quả kinh tế khá là cao này. Đây dòng sông xanh mát, ở đây nhảy cũng tắm được. Nhưng mọi người đang ngồi câu, người đang mai ông anh mới mang quả chai đây, chai này không quăng được. Ôi giời ơi, không phải rồi, chai đấy không thể quăng được rồi.
But yeah.